Sao lại không? Ai? Lý Sexy nè, Lan Tiền Chiến nè, Hồng Go Go nè. Chà, chiếc đàn ngộ quá, toàn chữ ký. Quê, quê nào thầy? Còn quê nào nữa? Từ quê minh tinh, bồ của người ta đó. Nói thực với thầy, hôm nay đến đây có hai chuyện. Thăm thầy và xin thầy cái bản nhạc gì mà ấy ấy đó. Thôi đi mày, bản gì lại bản ấy ấy? Muốn xin bản tình ta với mình thì cứ nói đại đi. Đúng rồi, bản ấy ấy, tình ta với mình. Bản ấy ấy. Xuất bản rồi. Bán như tôm tươi, hết sạch, không còn một bản thầy ơi. Ít hôm nữa mấy em lại lấy nhé. Lúc này thầy xuất xe giữ. Xuất xe gì? Tiền. Vô nghĩa. Danh. Chưa đến đâu. Tiền. Vẫn cô đơn. Xì, thầy chán gì đào. Ổng sai nghệ thuật hơn mê gái mày. Xì, gái 17, 18 thầy có từng thúng. Ai đâu nào? Xì, thế thầy sáng tác ấy ấy cho ai? Ai nói? Xì, cả nước đồn rùm trời rùm đất lên đó thầy. Rồi sao? Rồi sao ạ? À? Rồi ấy ấy tình ta với mình. Ê. Tình yêu của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào?
như một bản nhạc, nghĩa là khởi đi rất âm thầm, dàn ra rất mong manh, để kết thúc rất cao vút, có khi còn đau đớn. Và kết thúc xong để chẳng còn gì nữa. Đúng. Không có gì vĩnh viễn ở đời này trừ nghệ thuật. Cái gì vì nghệ thuật mới có thể tồn tại lâu dài. Như tình yêu của chúng ta chẳng hạn. Em yêu anh vì những bài ca, vì những điệu vũ, vì những nhạc kịch. Nghĩa là em yêu anh vì nghệ thuật. Tình yêu của chúng ta sẽ tồn tại lâu dài vì tình yêu đó đã vì nghệ thuật. Tiền sư đông như kiến vậy đó. Hay hết sảy mà không sao mua vé được. Hết vé hồi chiều rồi. Việc số nhất. Kìa kìa, kìa kìa, xanh xanh trắng trắng, đỏ đỏ vàng vàng. Vàng vàng xanh xanh trắng trắng, đỏ đỏ. Là mây ơi, mây ơi. Mây là ơi. Mây ơi, trời trời, non non, nước nước, mây mây. Tình tình nghe nghe, duyên duyên, mây ơi. Duyên duyên nghe nghe, tình tình, mây ơi. Là mây ơi. Chơi một mình dễ thương quá hả? Ừ.
con tập cô đơn cho quen. À, con mấy tuổi rồi anh nhỉ? Quên rồi. Nghệ sĩ hay quên thật. Nghệ sĩ hay quên, mà cũng hay nhớ. Hay quên hạnh phúc, nhưng đau thương thường nhớ. Anh có hiểu tại sao anh thành công vì nghệ thuật không? Nhờ em. Không, nhờ tâm hồn của anh. Nhờ những cánh bướm, những đóa hoa. Nhờ những làng mây trắng, những dải núi xanh. Nhờ những hàng tre, những vàng thiên lý. Nhờ vàng mướp, vườn cao. Nhờ mối tình thầm kín thiết tha của anh đối với quê hương. Có thể. Còn em, nhờ gì mà em thành công? Thành công gì? Thành công về nghệ thuật hay thành công trong việc chiếm đoạt được anh? Anh muốn hỏi cả hai. Thành công về nghệ thuật thì nhờ anh. Thành công về anh thì nhờ nghệ thuật. Câu trả lời của em như một bản nhạc vậy. Đúng vậy, không có anh, em không yêu nghệ thuật. Và không có nghệ thuật, em không yêu anh. Và nếu vì nghệ thuật em yêu anh, thì một ngày nào đó, không may, em xa anh, cũng chỉ vì nghệ thuật. Tội quá, con tụi té rồi nè. Đứng dậy đi con, ha, con tụi té mà vẫn vui. Vui đi con, bà dạy cho con múa, nghe. Múa xòe như mẹ con vậy đó. Nè, ê, múa đi, nè, ê, ê, nè, ê, ê. Tinh tùng, tung tung tung, tinh tùng, tung tung. Cảm ơn quý vị. Và để tạ tình cùng quý vị, chúng tôi xin tặng quý vị những chiếc quạt của các sơn nữ xinh đẹp này. Và chúng tôi xin mời một vài khán giả lên nhận món quà mọn này. Xin à, cá không? Chưa, nhưng sẽ khá. Đi đâu? À phê. À phê gì? Mua một thầy tuồng trứ danh. Ai? Tôi việc được không? Hốt bạc, nhưng chắc gì đã mua được. Có tiền, mua tiền cũng được. Tiền, tiền là xong hết. Thôi, ổ bó. Ô bố. Xin mời vô. À, ông bầu. Dạ. Chào nhạc sĩ. Sao? Dạ.
phát tài không? Dạ, cảm ơn, phát tài lắm. Mời ông ngồi. Dạ. Có chuyện gì đó ông bầu? Dạ, ký hợp đồng cho xong. Ừ. Đã phát tài rồi thì ký hợp đồng với tôi làm gì nữa chứ? Dạ, tiền là tiền, nghệ thuật là nghệ thuật. Tôi nè, là thằng cần nghệ thuật, chứ đếch cần tiền. Nghĩa là ông hoàn toàn cần tôi vì nghệ thuật. Dạ đúng, đối với tôi, nghệ thuật là trên hết, tiền là rác, vứt, bỏ. Đồng ý. Nhưng hơi kẹt. Kẹt gì? Kẹt vợ tôi. Có bầu à? Không phải. Thế kẹt gì? Quê có thể không đồng ý. À, tôi bảo đảm với nhạc sĩ, từ quê sẽ đồng ý. Tại sao? Vì tiền. Vợ tôi thấy tiền không mê đâu. Nhạc sĩ hiểu vợ nhạc sĩ, đồng ý. Nhưng tôi hiểu đàn bà hơn. Ông không thể nào hiểu được vợ tôi. Nhưng không sao, ông cho xem hợp đồng. Còn điều gì đáng nói nữa không nhạc sĩ? Chẳng còn gì. Còn một điều. Khoản trình diễn văn nghệ ngoại lai chứ gì? Nhạc sĩ cho đó là chuyện khó à? Không, tôi rất ghét chuyện dễ. Tôi chỉ thích làm những chuyện khó mà không ai làm được. Tin đi, nhạc sĩ là đầu bếp, một đầu bếp rành nghề về cả cơm ta lẫn cơm tay. Xin nhạc sĩ ký liền cho. Xin gửi nhạc sĩ tiền hợp đồng. Còn đây là món quà nhỏ bà bầu mến tặng từ quê, gọi là tình chị em. Xin để bà bầu xài. Vợ tôi thì có phần vợ tôi. Tôi đã hứa tặng bà một số tiền để bà bịch toàn là răng vàng hết. Chà, tốn tiền quá. Xin nhấn mạnh với nhạc sĩ một lần nữa, đối với tôi, nghệ thuật là trên hết, tiền là rác, vứt, bỏ. Thôi, quá. La 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 la. Tại sao phá tôi? Tại sao em chống tôi? Tại sao? Tại sao? Đúng, em phá anh. Trời ơi, đủ điên mà. Tại sao lại điên? Vợ phá chồng, mất tất cả lý trí là điên. Người điên không phải là người mất lý trí, mà là người mất tất cả chỉ còn lại lý trí. Em có thể là người điên như anh nói, vì em mất tất cả chỉ còn lại lý trí. Lý trí của cô đâu? Chỉ còn lại lý trí mà phá chồng, không cho chồng làm nghệ thuật. Vì có nhiều lý trí mới phá chồng. Trời, tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vậy là hết. Tôi không hiểu nổi sự điên khùng của em. Chống đối việc làm bất lợi của anh cho là em phá. Phải, chính em phá để ngăn ngừa sự thất bại của anh. Cô không tin nghệ thuật của tôi à? Anh thất bại không phải vì nghệ thuật. Vì cái gì? Vì đường lối. Đường lối của tôi sao? Đường lối của anh và của bầu xình hỏng, lệch, sai. Tôi không sai. Anh chính sai. Cô sai. Anh sai. Cô sai. Anh sai. Cô khinh tôi hả? Tôi không xứng đáng làm chồng.
Gì là hết? Khinh tôi hả? Gì là hết? Gì là hết? Đau đớn bằng cho con thiêu thân khi thấy đồng loại mình đâm đầu vào ánh đèn tự quỷ mà không cách nào cản ngăn. Khi đau đớn của con thiêu thân chính là cái đau đớn của em khi thấy anh về cộng tác với đoàn bầu sình mà không cách nào ngăn cản nổi. Nghệ thuật của anh là nghệ thuật của những cánh bướm quê hương, những cành hoa đồng nội, của những hàng tre xanh, những vàng mướp vàng, của những vườn quýt, vườn cao, hoa thơm ngào ngạt. Anh đã thành công nhờ những hình ảnh quê hương đó. Nay anh bỏ chúng mà đi, vô tình anh đã giết chết tình yêu chúng mình. Và vô tình anh đã biến công trình nghệ thuật của anh thành những lầu đài rực rỡ, lún dần trên dải cát mềm. Vì lẽ không muốn chứng kiến sự thất bại của anh, em xa anh. Em xa anh nhưng tình yêu bất diệt của em vẫn rất gần anh. Yêu anh mãi, vĩnh biệt anh, hôn anh lần cuối. Nhạc sĩ có chuyện buồn à? Quê bỏ đi rồi. Đi luôn. Tâm hồn tôi mất một thông ngôn giỏi, đoàn ông mất một diễn viên tài ba. Đó là một sự mất mát lớn lao, nhưng chưa phải là một sự sụp đổ hoàn toàn. Nếu sụp đổ hoàn toàn, e tôi cũng đâm đầu xuống cầu Bình Lợi luôn. Sao? Không sao cả. Không sao cả? Thế nghĩa là thế nào?
Nghĩa là cứ tiến hành công việc sáng tác, chuyển lửa, tập vở và trình diễn. Quan trọng hơn hết là sáng tác và trình diễn. Tốt. Au revoir. Lo đi nha. Chê. Đến chơi hả? Đến xin cậu ở đây. Để làm gì? Theo cậu luôn. Ai chỉ nhà? Cần gì chỉ? Tên cậu thằng điếc nó cũng nghe. Nhà cậu thằng đuôi nó cũng biết. Vợ con đâu? Cô đơn mà cậu. Mấy lúc này ở đâu? Giang hồ. Bụi đời. Bụi đời. Lùng thì lùng cũng bụi đời chứ bộ. Có nghề nghiệp gì không? Có. Nghề gì? Có mà chưa học. Sẽ học chứ bộ. Học với ai? Học với cậu, mới theo cậu. Nghề gì? Làm hề. Làm hề khó chứ không phải dễ đâu. Lùn mà đâu có ngán, thì cậu cứ thử tài đi. Cuộc tuyển lựa diễn viên hôm nay chú trọng đến dốc dáng và bộ điệu, để yểm trợ phần tự nhiên. Các người dự tuyển được quyền cầm bất cứ vật gì trong tay. Bắt đầu là bạn Phong Thần, tục danh Lưu Văn Lép. Mời bạn Lép ra. Mình tuyển cha đó để đóng bác gái được đó ta. Người thứ hai, cô Nguyễn Thị Ông, tức Lệ Liễu. Mời cô Ông, tức Lệ Liễu ra. Trời đất. Con mẹ này chắc muốn đóng vai vợ bác gái chắc. Thôi, nó còn mập hơn tôi nữa. Người dự tuyển thứ ba, bạn Lê Văn Tù. Hết vợ chồng bác giấy, chắc là tới tề thiên, còn nước chết luôn. Bạn Lê Văn Tuấn vắng mặt. Người cuối cùng, bạn Nguyễn Hữu Cao, biệt hiệu Tô Nam. Đúng tề thiên rồi, nó ăn không sai mà. Lùng, lùng. Tập. Vậy mà tưởng ai? Con mày đặt, tụi Nam, tụi Bắc. Theo cậu, thì tên cũng phải giống cậu. Cậu tôi Việt, thì em tôi Nam, Việt Nam mà. Ai bảo tới đây làm gì? Đến để cậu thử tài mà. Làm cái gì mà gãi gãi khạc khạc như khỉ vậy? Làm hề, đóng tề thiên đại thánh mà cậu. Làm hề khó lắm chứ không phải dễ đâu cậu ơi. Thất bại, toàn là người gì đâu đâu. Mà tại sao họ lại đến dự tuyển ít vậy chứ?
vội vàng quá, thiếu quảng cáo. Tìm tài năng mới đâu phải dễ, bắt buộc phải dùng tài tử cũ cho buổi trình diễn mới. Xin cảm ơn, cảm ơn quý vị. Hai màn chót hấp dẫn nữa của chương trình là điệu vũ Chiến Đấu Vì Tình cùng nhạc khúc kích động Con Tim Và Nước Mắt với ban CBC. Xin nhấn mạnh, tất cả đều là những sáng tác và khám phá mới nhất của tài danh phù thủy Tô Việt. Lòng con yêu, tình thì nhiều thế, buồn đau.
xin nhạc sĩ cho biết cảm tưởng về sự thành công đêm nay ạ. Chào nhạc sĩ. Dạ dạ dạ. Kính chào nhạc sĩ. Dạ dạ. Xin phép. Dạ 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 dạ. Ông Việt. Xin lỗi ông ạ. Cô vừa gọi tôi à? Dạ phải. Hân hạnh được gặp ông. Dạ, hân hạnh được biết cô. Cô là? Dạ Khê, một khán giả trung thành của ông. Cô nghĩ thế nào về đêm trình diễn này? Tôi học luật, nhưng cũng biết thưởng thức cái hay của nghệ thuật. Còn những khán giả khác? Ông nhìn áo tôi thì chắc biết. Chết, áo cô sao vậy? Tôi phải chen lấn với hàng chục người để lấy vé, rồi lại phải chiến đấu với hàng trăm mẹ Queen để vào cửa. Chỉ tại ông. Tại tôi à? Nếu không phải là buổi trình diễn của ông, không thể nào có cảnh này. Vì vậy cô ở lại đến giờ này để bắt đền tôi. Ông nghĩ đúng. Vậy cô cho biết giá vải và tiền mai từ đây xuống. Ông phải định nguyên cái áo. Bao nhiêu? Vô giá. Học luật nên lý sự quá. Tôi đền ông trước tiên bằng cách bắt ông đến nhà tôi tối mai để dự sinh nhật của tôi và giải thích với mẹ tôi tại sao tôi rách áo. Nhà cô? 6 Phan Đình Phùng. Tự ông không đến. Tôi không muốn mang tiếng là người của nợ. Nợ gì? Nợ áo. Thôi, xin phép dạc Khê nha. Về nha. Cảm ơn ạ, cảm ơn các bạn ạ. Ông đến là quý lắm rồi. Còn cho quà nữa. Không phải quà, áo đền cho người đẹp. Chà, quà sinh nhật mà đẹp như áo cưới. Cảm ơn ông Việt. Xin can cô, lần sau được đi xem hát nữa. Lỡ rách áo, tiền đâu người ta đền hoài. Thôi, mời ông Việt uống cái gì đã. Mời ông Việt uống với Dạ Khê một ly rượu. Tôi không biết uống. Chắc thầy đòi sữa. Mày ông hút thuốc vậy? Xin lỗi, tôi ít hút lắm. Thôi, thầy đèn hút thế cho. Thưa thầy, thầy biết Dạ Khê trong trường hợp nào ạ? Quen nhau lâu rồi. Thế thì Lý đề nghị thầy phải gọi Dạ Khê bằng... Bằng gì? Bằng Dạ Khê. Gọi rồi, gọi từ nãy đến giờ mà. Còn Dạ Khê gọi thầy bằng... Bằng ông. Không, bằng anh. Anh thân mật và rơn hơn. Vâng, xin tuân lệnh bà. Anh Tu Việt. Chà, ngọt như một bài nhạc. Thầy có hứng sáng tác rồi đó. Mình có say không bồ? Không say, rất tỉnh. Thầy thấy không, bọn em dáng ở lại đợi thầy đến giờ này đó. Thầy cũng muốn gặp các em để sống lại một vài phút xưa. Thôi, bọn mình về. Ừ, khuya quá rồi. Mai còn đi cạo giấy sớm. Bọn em xin phép thầy về trước. Thầy đến trễ, thầy có quyền về trễ. Còn bồ, gắng tiếp thầy tui. Gắng tiếp anh Tô Việt của bồ, nghe không bồ? Con người thường yêu quá khứ. Những âm thanh này lại là một quá khứ đẹp.
Dạ Khê muốn nói đến quê, nên cho tất cả vào quá khứ. Anh phải là người đàn ông khác với những người đàn ông khác chứ. Dạ Khê đã hiểu lầm. Cho vào quá khứ không phải để quên, mà để nhớ và yêu thương hơn. Vì như Dạ Khê đã nói, con người thường yêu quá khứ. Dạ Khê bắt buộc nghệ sĩ phải chung thủy. Anh là người chung thủy, và tất cả đàn bà, trong đó có Khê, đều thích người chung thủy. Dạ Khê thích tôi à? Từ ngày Khê mới 16 tuổi, năm Khê học đệ tam, cách đây 6 năm. Nhưng chúng ta đang nói đến quê và sự chung thủy. Tiếc rằng chúng tôi xa nhau vì xung khắc về nghệ thuật. Có lẽ vì tên tuổi anh đã lên như diều. Cho rằng Dạ Khê nghĩ đúng đi, thì ai cấm con diều tung hoành theo ý mình khi đã lên cao. Đó là quyền của con diều, nhưng đó lại là mối nguy lớn cho nó. Như anh đã thấy, con diều bị đứt dây ngay. Như vậy càng được tự do hơn. Tự do để rồi vấp ngã, tan vỡ để rơi xuống đất. Nghĩa là? Nghĩa là con diều cần phải có một sợi dây. Một sợi dây biết buông ra, rồi níu lại, rồi buông thêm chút nữa, rồi níu lại chút nữa. Như vậy con diều sẽ dần dần lên cao, cao vút. Đó là trường hợp của con diều, đó là trường hợp của tự do, đó là trường hợp của nghệ sĩ, và đó cũng là trường hợp của anh. Sợi dây đó, sợi dây đó ngày xưa là quê, và bây giờ, bây giờ con diều đó đã trở thành thần tượng. Và tội nghiệp thay, có nhiều người, trong đó có tự nguyện làm sợi dây. Dạ. Bao giờ? Cách đây nửa tiếng. Thi xong rồi à? Chứng chỉ cuối không quan trọng, em bỏ thi luôn, bỏ hết. Đi Vũng Tàu trời này mà mặc áo nhung. Qua sinh nhật, mặc ra khoe chứ bộ. Không nóng à? Không, thấy ấm. Em thấy anh không được vui. Trình diễn thế nào anh? Không thành công. Tại sao? Thôi em lên xe đã. Chuyện gì đã xảy ra anh? Vẫn là chuyện tư cách với lương tâm. Trong vở nhạc kịch Thiên Thần Gãi Cánh, Hùng, tài tử chánh của đoàn, thường đóng vai tướng già, và Tài đóng vai địch thủ của Hùng. Theo cốt truyện thì Tài phải giết Hùng. Nhưng trước khi trình diễn, Hùng và Tài đã cờ bạc sát phạt nhau, hành hung nhau, thù hận nhau, để rồi khi trình diễn chơi xấu nhau ngay trên sân khấu. Chơi xấu như thế nào?
Hùng đã đâm Tài đến trọng thương. Và kết quả? Tôm kia thì la ó đã đảo. Tôm qua chỉ có 4 người xem mà toàn là khán giả nhi đồng. Sao anh không theo dõi sinh hoạt của Đào Kép? Công việc đa đoan, tiếc rằng chỉ có một mình anh. Nếu có thêm một người bên anh giúp anh, hai bao giờ cũng hơn một, ít nhất để chia sẻ sự buồn khổ. Em nhất định theo anh. Sao Vũng Tàu đoàn sẽ đi đâu anh? Đâu à? Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Cao Nguyên, miền Trung lung tung. Nếu đi thì di chuyển bằng gì? Còn tùy, nhưng nhất định là không phải bằng xe ngựa. Xe ngựa thì cũng được đi, chứ xe bò e chịu không thấu. Thầy, chốc nữa ta về, mẹ đi cho ta một củ khoai lùi, một chai rượu đê. Củ khoai thật lớn này, chai rượu thật đầy, ta nhậu thật khoái, à ta nhậu cái thật say. Rồi ta đi nằm với con mẹ đi, ta ngủ lăn quay, nào ta đâu có hay. À vui vui thầy, à khoái khoái thầy, à vui vui thầy, à khoái khoái thầy. Hát hay quá. Đâu bằng Đào Kép đoàn bầu sen. Bao xa nữa tới Quảng Trị? 1 ký. Hả? 1 ký? 1 km nữa. Bao nhiêu phút nữa? 60. Sao cậu không đi xe hơi cho mau? Xe pan bộ chú thấy sao? Nè, vui không? Vui chứ, cười qua hài hè. Còn cậu? Cười ra nước mắt á. Nè, mau lên. Yên tí, đằng xa Tết á, là Quảng Trị đó rồi. Lành như chớp, thằng Cường mê gái bỏ đi là ông nhảy vô thế liền. Ông Việt, tính sao? Tính gì? Nè, tiền ông thiếu bà thu ngân viên. Ông nên hỏi ông bầu. Tại sao lại hỏi ông bầu? Vì tiền đó dùng để sắm cảnh trí và y trang cho ông bầu. Ông Việt, ông phải tính. Ông không tính, tôi tính ông. Được, tôi tính. Thì tính liền đi. Bây giờ là giờ hát mà. Không, hát mày kệ hát. Mai, một, tôi chưa trốn mà. Phải nghĩ đến trình diễn đã. Thằng nào nói ngang quýnh bỏ mẹ, cho hết hát luôn. Trời ơi, sao vậy? Tư búa đám cậu á. Thằng Tư búa, trời, khốn nạn thiệt. Thuê nó để búa kẻ khác, không ngờ nó lại búa mình. Bây giờ tính sao? Ai thế ông bây giờ? Không ai hết. Chết rồi còn gì? Ông đừng lo, tôi vẫn hát. Được hả? Phải nghĩ đến khán giả. Dù chết, trước khi chết cũng phải hát đã. Luôn à? Dạ. Ông cứu tôi sẽ trị sự mất dạy của nó. Cảnh đó tôi đã chịu đựng nhiều, thêm chút nữa cũng chẳng sao. Tàn huy hoa giữa kinh đô Paris xa hoa, dù nguyên tình như đoàn mây kia vô cái mây mây bay đi xa, dù bây giờ ta đành kẹp kẹp đẹp sao lạ vậy? Bữa đó mà bị thương à? Nó đùa với mình giỡn mặt với khán giả hả? Trong đây là nơi ai anh còn luôn đâu tình yêu cho ta chờ ta.
tiên đăng hàng ngàn tiên nữ dâng tình yêu, ôi tình yêu, dù lòng ta như bao cung đàn tuyệt chân tha thiết, bao nàng tiên, ôi nàng tiên, đây trần gian ta ngỡ rằng đồng lại nơi đó, đây là mơ, đây là thơ, đây tình yêu say đắm của trời mong mơ, đây ngàn hoa, ôi ngàn hoa. Dân tình yêu, ôi tình yêu, dù lòng ta như bao cung đàn tuyệt chân tha thiết, bao nàng tiên, ôi nàng tiên, đây trần gian ta ngỡ rằng vùng lại nơi đó, đây là mơ, đây là thơ, đây tình yêu say đắm của trời mong mơ. Em gắng ngủ đi. Anh cũng gắng ngủ đi. Làm sao ngủ được? Chắc là vì lão Tư Búa. Không. Anh quên rằng anh đã là một giáo sư có bằng cử nhân văn chương sao? Cũng như em, em đã quên mình là một nữ sinh viên luật có mấy chứng chỉ. Mình phải thích nghi với mọi hoàn cảnh. Phải quên. Không, có lúc em phải nhớ. Thôi, em ngủ đi, mai đoàn còn đi sớm. Đi đâu? Vào quê hương của quê, Nha Trang. Vừa mới đến Nha Trang, sao em soạn vali sớm vậy? Em nghĩ gì? Nghĩ gì thì chỉ một mình em mới biết được. Mời vô. Tôi đến trễ nửa tiếng vì phải bàn với quản lý về buổi trình diễn tối mai. Khỏi. Tại sao khỏi? Khỏi diễn hả? Như tôi đã nói với ông bầu chiều qua. Đùa à? Không, đó cũng là mục đích tôi mời ông bầu tới đây sáng nay. Nên nhớ rằng tôi bị lỗ lã suốt mấy năm nay. Vì vậy tôi quyết định chấm dứt sự cộng tác của tôi. Đâu dễ vậy? Rất dễ. Thế thì còn hợp đồng? Không có gì khó. Nhạc sĩ nhớ là còn một năm nữa mới mãn. Có. Nhớ. Thế thì khó giải quyết vấn đề chứ. Ông muốn nhắc tới khoản 7 của hợp đồng à? Tuy sống tình cảm, nhưng tôi là con người thích sòng phẳng. Tôi sẽ làm đúng như cam kết đã ghi. Nghĩa là? Nghĩa là tôi sẽ bồi thường nếu tôi nghỉ trước thời hạn. Xé rào thì dễ lắm, nhưng không phải xé bằng tay, mà phải xé bằng tiền. Tiền, tiền. Tôi sẽ xé bằng tiền. Tiền? Tiền đâu? Ông sẽ thấy. Chắc nhạc sĩ tính cấn cái đàn guitar cho tôi chứ gì hả? Không, không bao giờ. Chiếc đàn của tôi vô giá. Vô giá là đối với nhạc sĩ. Đối với tôi, vô nghĩa. Tôi không định làm như ông đã làm. Chiếc đàn yêu quý của tôi, tôi sẽ giữ nó đến phút cuối của đời tôi. Tôi sẽ ôm nó vào lòng khi tôi nhắm mắt. Nhạc sĩ nhớ rằng khoản tiền bồi thường khá lớn. Yên trí, bằng mọi cách tôi sẽ sòng phẳng. Nhưng tôi không hiểu tại sao nhạc sĩ lại quyết định đột ngột như vậy.
4 năm đem văn nghệ bán rau chào khách, 4 năm lền bền nay đây mai đó, bê bối, thất thường, vô trật tự. 4 năm sống với người, xen lẫn đầu trâu mặt ngựa. 4 năm chứng kiến bịp bợm, gian manh, thủ đoạn. 4 năm nhận lãnh sự vô tình của khán giả. 4 năm chiêm nghiệm sự vô vị của chính mình. Chừng đó không đủ để dứt khoát với cuộc sống này nữa hay sao? Tùy, không ai cầm chân được người đã muốn đi. 1000 ông sư ra cũng không thể cấm nổi còn về cái vào rừng. Xin ông bầu một điều. Quán của trình diễn lại 5 ngày. Ồ, đâu có được. Được, vì có lợi lớn cho ông bầu. Lợi lớn bằng cách nào? Chúng ta có thì giờ quảng cáo rầm rộ sự ra đi của tôi. Khán giả sẽ rầm rộ kéo tới xem. À, một dịp tốt cuối cùng để hốt bạc. Tốt, một cách hốt tiền rất nghệ thuật. Quảng cáo rồi trình diễn liền. Tôi vô cùng cảm động khi thấy quá đông đảo khán giả đến xem đêm nay. Sự hiện diện của quý vị làm vậy. Có phải cậu Việt hát ở trong này không mấy chú? Phải, còn bầu sen. Hát chưa chú? Sắp giảng rồi đó. Ổng đang ô qua khán giả đóng á. Cảm ơn mấy chú. Tôi đã sống với quý vị khắp đó. Đến giờ này để mà quét rạp chứ coi nói gì. Quý vị tại nhà thảo. Những tràng pháo tay rạo rực, những tiếng cười còn vội mãi trong lòng tôi. Kính thưa quý vị, cùng với tiếng cười đó, tôi đang khóc. Rồi đây, đoàn còn lúc gặp lại quý vị. Nhưng riêng tôi, dịp mai đó sẽ không còn. Tôi khóc trước phút tạm biệt đáng buồn đêm nay. Tôi khóc vì tôi nghĩ rằng của cải duy nhất còn lại cho đời tôi là được khóc đôi lần. Tôi khóc. Nhưng xin khán giả đừng khóc theo tôi. Muôn vàng cảm ơn quý vị. Xin tạm biệt. Anh kìa em. Đêm nay cũng là đêm cuối cùng của anh và em. Em, anh không hiểu gì hết. Em suốt đời yêu anh, nhưng vĩnh biệt anh. Em Cáo Gia Kê. Cáo. Em Cáo. Nhưng anh yêu, em đã mến tài anh, rồi yêu anh, để theo anh. Tình yêu nào được cho là nồng nàn nhất trần gian, cũng chỉ đến thế là cùng. Em cũng tưởng sự sống chung lại càng đẹp hơn, nhưng sự thật chứng minh rằng hôn nhân chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay từ trang đầu. Nay để giữ trọn cái đẹp vĩnh cửu của cuốn tiểu thuyết, cho nhân vật chính còn sống đến trang cuối, em quyết định xa anh. Mấy năm trời lền bền với anh, nay đây mai đó, em đã lấy tình yêu làm liều thuốc ngủ để quên hết gian truân.
nay liều thuốc ngủ đó đã trở thành chưa hiệu lực trước những gian truân quá sức chịu đựng của em. Tình yêu vẫn hai người cùng nhìn về một hướng, nhưng phải hai người hai nơi. Để tạo phương tiện cho anh sòng phẳng với người khác, em xin gửi lại anh món nữ trang quý mà vì thương em anh đã cho em. Chỉnh biệt anh để yêu anh trọn kiếp và tôn thờ anh suốt đời. Em Dạ Khê. Cảm ơn lắm, sức xe phu, thành công ngoài sức tưởng tượng. Tôi tưởng giảng hát ông tới đây liền. Đúng, mình phải thanh toán với nhau sớm. Ngay bây giờ. Nhạc sĩ sẵn tiền quá. Không. Không, nghĩa là thế nào? Nghĩa là tôi không đền ông bằng tiền. Không bằng tiền, thì bằng gì? Bằng những vật quý giá nhất đời tôi. Ồ, tôi đã nói rằng cây đàn của nhạc sĩ không có giá đối với tôi. Ông lầm rồi. Không phải đàn, thế thì gì? Lôi thôi. Hả? Bằng cái này. Ồ, là nước đẹp quá. Hoặc cái này. Mấy ly? 8 ly. Không bọt, không than. Ồ, nếu không đủ thì bằng cả hai. Theo tôi, cả hai mới tạm gọi là đủ. Xin ông cứ lấy, gia tài tôi chỉ còn từng đó. Tánh tôi sòng phẳng lắm, mong nhạc sĩ hiểu cho. Dạ hiểu. Xin ông cho lại hợp đồng. Chết, chút xíu nữa tôi quên mất. Đây nè. Rồi nhạc sĩ đi đâu? Về Sài Gòn. Chừng nào? Có lẽ mai, có lẽ mốt. Tưởng đi đâu chứ về Sài Gòn mình còn gặp nhau. Hy vọng vậy. Rồi nhạc sĩ về bằng gì? Bằng phương tiện hợp với túi tiền của tôi nhất. Xe đỏ. Xin lỗi ông, sao tôi thấy ông quen quá. Thật vậy à? Tôi đã gặp ông nhiều lần. Ở đâu? Quên mẹ nó rồi. Ông ở Nha Trang à? Không, Sài Gòn. Ông ra làm gì ngoài này? Đi hát. Đi hát à? Chắc ông ở gánh bầu xin. Đúng rồi, ông là Tôn Việt. Ai lại không biết ông? Thế mà tôi quên mất. Tức quá, không biết ăn cái giống gì mà mau quên thế. Sao ông lại về Sài Gòn? Nghỉ hát đò bầu xin. Khá không mà nghỉ. Sạc nghiệp. Tại bao nhiêu ông mà sạc nghiệp à? Vì khán giả các nơi không thích lối trình diễn này. Ông về Sài Gòn làm gì? Đi hát. Cho ai? Cho tôi. Thôi, cho xe chạy đi bộ. Đã sạc nghiệp rồi, đào đâu ra tiền mà hát? Ở Sài Gòn có rất nhiều tiệm cầm đồ. À. Chồng dĩa hát 5,000. 9 bộ côm lê 20. 0597 70,500. Sợ ít quá. Coi bỏ không đủ rồi. Cái khó bó cái khôn. Tục ngữ dí đúng lắm cậu à. Không tiền đố mày làm nên. Sắp chết mà cứ giỡn hoài. À, còn một cách. Cách nào? Bán nhà. Vô chí hòa ngay. Sao vậy cậu? Nhà thuê bán sao được. Thôi, một lát nữa xách cái quạt đi gửi luôn. Mời vô, nhà nghệ sĩ cửa không có khóa. À,
À, bonjour anh Việt. Chào bà. Là khán giả trung thành nhất, xin tặng anh bó hoa. Rất hân hạnh. Mời bà. Dạ. Mời bà ngồi. Dạ. Chú Lùng. Dạ. Lấy lọ cắm hoa. Bà đã khỏe rồi chứ? À, anh cũng nhớ tôi à. Cảm ơn anh, tôi khỏe liền ngay đêm đó. Trong đời nghệ sĩ, tôi thú thật, chưa lần nào tôi xúc động như vậy. Tôi cũng cảm động quá trời à. Tưởng là lên tặng hoa, ai ngờ xỉu luôn. Nhìn anh trong lòng như có trong chóng xoay vậy đó. Em ra rồi căng tư à nha cậu. Ừ. Chi vậy? Bộ cầm hả? Ừ. Thật sao? Nghệ sĩ nghèo, nghèo tiền nhưng giàu thành thật. Anh cần bao nhiêu tiền? Khá nhiều. Cần nhiều mà đi cầm quạt máy. Cầm thêm mà. Tại sao anh không tổ chức trình diễn? Chính vì vậy mà tôi cầm thêm quạt máy. Để làm gì? Để tổ chức. Tổ chức một buổi trình diễn. Một buổi thật nghệ thuật. Ừ. Thật quy hoàng. Ừ. Thật đông khách. Thật tiếng tâm. Ừ. Để lấy lại tên tuổi. Để thấy rằng nghệ thuật Tô Việt vẫn còn được khán giả mến chuộng. Cần bao nhiêu tiền thì tổ chức được? Độ 200 ngàn. Không nhiều. Không nhiều, nhưng không có. Nếu có người giúp anh thì anh nghĩ sao? Thì tôi lấy liền. À, lấy là lấy làm sao? Lấy là lấy, lấy tiền tổ chức. Rồi sao nữa? Rồi tôi nhớ ơn. Nếu người đó lại còn thương yêu anh, càng quý. Nếu người đó là chính tôi. Cảm ơn bà. Tôi hiểu lòng tốt của bà. Tự nhiên tôi cảm thấy có bổn phận phải ở gần anh, để tạo điều kiện cho anh tiến xa hơn nữa trên đường nghệ thuật. Tôi không từ chối lòng tốt của bà. Bây giờ tôi lấy tư cách một người có bổn phận với anh. Tôi yêu cầu anh ba điều. Một là phải tổ chức một buổi trình diễn thật huy hoàng. Hai là phải tạm bỏ căn nhà này, đến một căn nhà khác mà tôi sẽ dành riêng cho anh. Ba là phải chuộc về tất cả những đồ đạc mà anh đã lỡ cầm. Tiền chuộc đây. Anh không được từ chối. Cảm ơn bà. Cảm ơn suông sao được. Đưa tay đây. Rồi đó. Đêm nào cứ như vậy hoài, điên mất. Đi đâu về mà ta xách ra mang tùm lum vậy? Đi chuột cho hết mấy món đồ. Có việc đâu? Dạ, con với cậu mới ở tiệm rồ căng tưa ra. Ở tiệm rồ căng tưa ra lúc mấy giờ? 6 giờ. Ra lúc 6 giờ mà mới hả?
cậu mày đâu? Cậu con đi ăn cơm tối rồi. Về đây. Với mấy cô dì hát, vé vé trong ban kích động nhạc á. Đĩ ngựa. Ăn cơm bàn việc mà mở. Bàn cái con khí. Khách ngồi cả nhà không gì mà bàn. Lại bàn với mấy con đĩ ngựa đâu á. Còn mày, tại sao bây giờ mới về? Con lại tiệm điện sửa cái quạt mất 5 tiếng. Đồ lạc son mà cũng sửa làm cái gì? Mày không biết tao với cậu mày nằm ở lạnh à? Con sửa con dùng. Mở bắt nằm dưới bếp mũi quá trời. Xí. Cậu. Cậu về trễ. Mở cử nữ quá trời. Về sớm. Sao không nói là tôi đi ăn cơm tối? Em cũng về khuya như cậu. Em mới về tức thì đấy nè. À, cô qua. Đợi lâu không? Để tôi đưa text quảng cáo liền. Dạ. Yeah. Anh biết mấy giờ rồi không? Tôi đi ăn tối. Ăn khuya thì đúng hơn. Vâng. Trời, đẹp dữ. Thế mà mặc đi ăn cơm với gái. Đây, cô nhớ cho quảng cáo liền nhé. Dạ. 10 báo một lúc. Dạ. Thôi, cô về. Chào ông. Hơn 12 giờ khuya rồi. Anh Năm Đẹp, cái gì chứ ánh sáng mà thiếu là vứt hết. À nè, anh cầm thêm 15.000. Chạy cho tôi 5 cây đèn rọi nữa. Thôi, gắn lên. Mai cho biết kết quả. Dạ. Yeah. Tôi nhắc lại là hơn 12 giờ khuya rồi đó. Tôi ăn tối rồi mà. Không phải ăn mà ngủ. Ai đó lùng? Dạ quả sĩ cậu. À, tôi ra liền. Sí. Tôi không đồng ý. Vẽ trừu tượng quá, không ai hiểu đâu. Hình ảnh có mục đích truyền cảm chứ không phải gây thắc mắc. Anh vẽ lại mặt tiền quảng cáo cho tôi. Thôi, mai gặp nhau rạp. Anh phải đi ngủ sớm để mai còn làm việc chứ. Ai đó lùn? Dạ bác tài xế. Tôi ra ngay. Mất dịch. Khách với khứa. Lớp bể. Lớp nào? Hai lớp trước. Sao bể? Nó mòn quá nó phải bể chứ. Làm sao có xe quảng cáo sáng mai đây? Thì vậy mới lại nhạc sĩ giờ này. Nè, mua hai lớp mới mà dùng. Ừ. Giờ này mà khách như khứa. Về công việc thì thôi. Anh phải đi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Hả? Ngủ sớm để phí sức khỏe chứ giữ gìn sao nổi. Xong rồi, ngủ ngay. Công chuyện nhiều thiếu ngủ quá. Bà lấy sẵn cho tôi mấy viên thuốc ngủ nha. Tôi cần ngủ liền. Bộ anh tưởng tôi già lắm sao? Bà tưởng tôi trẻ lắm mà. Ai đó nữa? Dạ ban nhạc. Quê. Chịu hết nổi à. Ban nhạc cho biết mai không tập được.
hai cô ca sĩ đi ăn sò với cậu á, bị thổ tả gần chết. Vào bệnh viện Đô Thành rồi, cậu vào lập tức. Bộ không ngủ sao? Phải vô bệnh viện bây giờ. Thôi đi đi, rồi về đem tôi vào nhà thương chỗ quán. Ngốc, không chịu hiểu, móc xì. Nghệ thuật. Tuyệt vời em ai như thơ, tình yêu tuyệt vời em ai như mơ, tình yêu tuyệt vời như thứ men say, tình yêu tuyệt vời tuy đắng tuy cay, tình yêu tuyệt vời đã biết hay chưa, tình yêu tuyệt vời ai bán tôi mua, tình yêu tuyệt vời ai bán năm đây, yêu còn khi chưa chết vẫn còn còn yêu. Yeah yeah. Tuyệt vời yêu nữa ai ơi, yêu còn khi chính chết vẫn còn còn yêu. Yeah 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 yeah. Và đây là tiết mục chốt của chương trình, cũng là một sáng tác mới độc đáo của Tô Việt, màn vũ kỳ ảo với nữ tài tử Nhật Bản Keiko. Anh đã thấy thất bại chưa? Anh có biết thu được bao nhiêu không? 40 ngàn. Không đủ trả tiền rạp. Ngã đi kia cổ thụ vậy. Tiền mất, danh hết, thất bại ê chề. Anh có biết tại sao vậy không? Hả? Anh có biết tại sao thất bại ê chề vậy không? Tại mấy con ní ngựa, mấy con đi ngựa ăn sò với anh đó. Đừng nói nhảm. Quảng cáo chúng nó mà chúng nó không hát. Nếu anh không vì mấy con đi ngựa đó thì làm gì có chuyện thất bại ê chề như vậy nè. Thất bại không phải vì vậy. Không phải vì vậy thì vì gì? Vì khán giả. Vì khán giả sao? Vì khán giả không còn thích. Khán giả không còn thích cũng vì mấy con đi ngựa trời đánh đó. Họ vô tội, bà không có quyền đồng chạm tới họ. À, anh mê chúng nó, anh binh chúng nó, anh hạ nhục tôi hả? Anh là một thằng đếu. Lời lẽ đó không xứng đáng để còn đẹp.
bà nên ra khỏi chỗ này. Anh đừng đuổi mắng tôi. Tôi nói toạc cho bà con nghe. Tôi theo anh được cái gì? Tiền hả? Tiền thì mất toi hết. Danh hả? Danh của anh cũng liệt rồi. Tình hả? Tình thì anh sống như một ông già, như một khúc gỗ, khi nào cũng công việc, cũng nghệ thuật. Tôi chẳng được cái gì ráo trọi. Vì hỏi ai là người không xứng đáng, ai là người nên đi ra khỏi chỗ này? Nếu trở mặt, lừa lọc, lợi dụng, phản cách, anh nên cút đi. Cút đi luôn. Tôi cấm anh vác mặt về nhà. Cút. Đi đâu? Đi đâu thì đi. Tìm quán trà uống chơi. Quán bà Mập được không? Ừ, được. Ê, stop. Thiệt mà, stop đi mà. Anh chạy xe kiểu gì kỳ vậy? Kiểu nghệ sĩ. Ai biết chạy vậy? Biết cậu là nghệ sĩ tên tuổi. Chạy biểu diễn một đường chơi. Thôi đạp đi cha. Quán bà Mập ở đây nè. Mấy? Không mấy hết. Sao vậy? Nghệ sĩ với nhau mà. Không lấy tiền. Cảm ơn. Chứ điệu mà. Dạ. Trà một bên. Trà cho ngon nữa nghe. Trà bà Mập. Khỏi chê. Liếp tông đó cha, chính hiệu Âu Quốc, ngon số dách, nhăn nổi gì. Trà ngoại quốc ngon lành gì mà uống, tôi chỉ thèm trà Việt Nam. Cảm ơn. Nay anh bỏ chúng mà đi, vô tình anh đã giết chết tình yêu chúng mình. Và vô tình anh đã biến công trình nghệ thuật của anh thành những lầu đài rực rỡ, lúng dần trên dải cát mềm. Chào ông Việt. Người ta bảo rằng tôi có thể tìm gặp ông ở dạp này. Xin lỗi, có việc gì? Tôi là người Mỹ, nhìn thời biết ông nhiều, phục tài ông nữa. Xin được ca trong chương trình ông, được không? Cảm ơn ông, nhưng tôi không thể thất bại thêm nữa với loại nhạc của ông. Nhạc gì? Nhạc Mỹ. Không, ông làm, tôi xin hát thử một bài cho ông nghe.
yêu nhau, cởi nón nôi ở cho nhau về nhà, rồi dặn cha với mẹ, dâng áo qua cầu, dâng áo qua cầu, tình 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 gió bay, tình 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 gió bay. Yêu nhau cởi áo cho nhau về nhà, rồi dặn cha với mẹ. Dâng áo qua cầu, dâng áo qua cầu, tình 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 gió bay, tình 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 gió bay. Yêu nhau cởi nhắn nói cho nhau về nhà, rồi dâng cha với mẹ. Dâng áo qua cầu, dâng áo qua cầu, tình 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 đánh rơi, tình 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 đánh rơi, tình 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 đánh rơi. Hay lắm. Thú thật, tôi đã lầm. Và ông đã làm tôi suy nghĩ nhiều. Nhún Việt Nam đẹp lắm. Nhún bài ca Việt Nam cũng đẹp lắm lắm. Một nhà báo Mỹ đã viết, Việt Nam là một thiên đàng, nhưng là thiên đàng dưới địa ngục. Theo tôi, cậu ấy có nghĩ Việt Nam là một nước xinh đẹp, nhưng cũng là một nước chịu nhiều đau thương. Tôi sẽ đi tìm cả thiên đàng lẫn địa ngục ấy của nước tôi. Chị Hương lắm. Hương vào quê là chị em sinh đôi. Quê cũng ở đây à? Dạ. Hương. Anh làm gì? Chị quê bây giờ ở đâu? Đời rồi. Hả? Quê mất trong trường hợp nào?
quê xa anh, về đây sống với Tâm, Hương và mẹ Hương, với đàn heo bầy gà. Quê buồn lắm, bệnh tim của quê càng ngày càng trầm trọng, rồi quê chết một cách đột ngột sau một cơn bệnh ngặt nghèo cách đây 3 năm. Quê không ân hận gì, nhưng trước khi chết, quê đã dặn Hương hai điều phải làm: trả lại chiếc vòng cẩm thạch cho anh, để anh làm phương tiện thành công thêm trong đời, và mong gia đình Hương sẵn sàng hết lòng giúp đỡ anh nếu một ngày nào đó gặp anh. Điều thứ nhất, mẹ Hương đã làm xong. Điều thứ hai, Hương sẽ xin mẹ làm theo lời người quá cố nếu anh cần và muốn. Vì nghệ thuật, quê đã gặp tôi. Vì nghệ thuật, quê đã yêu tôi. Và cũng vì nghệ thuật, quê đã lìa tôi, rồi chết xa tôi và con tôi vĩnh viễn. Nay vì còn muốn gặp quê trong tâm tưởng, tôi mơ ước một điều, một điều duy nhất, điều duy nhất mà vì quê tôi mơ ước là dựng một đêm trình diễn huy hoàng và ý nghĩa, một đêm văn nghệ theo tâm hồn và đường lối của quê, một đêm văn nghệ quê Hương. Được vậy, quê sẽ vui cười nơi chính suối. Từ ngày quê ra đi, tôi đã liên miên thất bại. Ước mơ tuy nhỏ nhưng khó thành. Tôi nghèo, tôi không còn phương tiện nhỏ nào trong hai bàn tay trắng. Hương sẽ giúp anh. Vì quê, Hương sẽ giúp tôi. Dạ. Cô sao cùng chỉ diễn như vậy cho tôi xem? Tôi sẽ chú trọng đến cách diễn tả nội tâm, diễn tả sự đau thương qua nét mặt. Các cô chỉ diễn theo đoạn nhạc buồn đó. Hai cô sao cùng tên gì vậy? Dạ, Trâm Anh, Ái Việt. Nhưng cô Ái Việt chưa đến. Đến rồi, mời đến tức thì. Mời họ ra diễn. Dạ. Nhớ dặn nhạc cho họ. Dạ. M
Mời cô Trâm Anh ra. Lầy lầy trời hay thâu, những nỗi đau thương quê hương tôi mang. Hãy khiến yêu thương, hãy bớt giận hờn, hãy xóa từng dòng nước mắt tôi hơn. Lạy trời, lạy trời, lạy trời. Cô ấy biết. Dạ Khê, em. Em đến đây chỉ với tư cách một người dự tưởng. Anh hãy xem em như các cô khác. Giản dị được như vậy sao? Phải như vậy. Anh không ngờ. Vì em đổi tên, em muốn trình diễn lần này trong chương trình anh. Em chưa bao giờ trình diễn. Em tin rằng em sẽ giúp được anh. Em muốn giúp anh. Để làm gì? Để em được thấy anh thành công. Chỉ có thế. Hãy chỉ xem em như các cô đến dự tưởng. Em. Hãy cho em diễn thử. Cho diễn thử nhé. Hãy bớt giận hờn, hãy xóa từng dòng
nước mắt tôi hơn. Lạy trời, lạy trời, lạy trời. Khen tặng những công việc hoa nhiều quá. Xin phép quý vị được giới thiệu và tặng hoa một người đã góp nhiều nước mắt vào sự thành công đêm nay, đó là Hương, em song sinh của cô diễn viên Phúc Quyền. Xin cô Hương cho khán giả có mặt, xin mời cô Hương lên nhận hoa. Cúi đầu cảm ơn quý vị. Hoan nghênh anh, nhưng anh không xứng đáng với sự hoan nghênh đó. Bằng tưởng tượng, anh đã dựng lên cảnh quê hương khói lửa với tất cả đau thương chết chóc, nhưng lại là chết chóc giả tạo. Cái chết thật của Hương không cho phép anh tưởng tượng nữa. Hương chết không phải bằng súng đạn trên sân khấu của anh, mà bằng thứ súng đạn nằm trước mắt mình. Anh muốn tạm bỏ sân khấu của anh để đến một sân khấu rộng lớn hơn. Ở đó, khói lửa không phải là thứ được cấu tạo bằng ánh đèn và xảo thuật. Một sân khấu mà ánh đèn là quả châu và diễn viên toàn là chiến sĩ. Một sân khấu ở đó nếu chết người ta đều chết như Hương, chứ không phải chết giả. Anh phải sống thực cái đau thương của quê hương để nói lên cái đau thương đó một cách trung thực hơn. Anh đi đâu? Đi thẳng vào khói lửa. Em nghĩ rằng nghệ sĩ thường thích hòa bình. Không ai thèm muốn hòa bình thành khẩn bằng những người sống trong chiến tranh. Chiến tranh đã dạy cho chúng ta sự thèm muốn hòa bình đó, cũng như đau khổ dạy cho con người sự khát khao hoang lạc. Có một điều làm anh một người tự tin như anh, can đảm cương quyết như anh, chẳng có gì làm anh chướng chiêu. Bé tâm,
anh có thể gửi lại cho em. Tâm là hình ảnh của anh sẽ còn lại trong đời. Tâm là người duy nhất làm cho anh bớt cảm giác là người cô đơn. Anh nhờ em. Cảm ơn em. Anh sẽ yên tâm ra đi. Dù trên đầu ta bom rơi, dù trước mắt ta hàng ngàn nòng súng thủ chĩa tới, dù chân ta vẫn là hồng chân lôi, ta cứ nhìn trời ngây ngang bước thôi. Hey, vì ta là những người không biết quay lui, những người không biết quay lui. Ta không quay lui, ta không quay lui. Báo cáo, hồi chiều nhạc sĩ Tô Việt đã sinh hoạt với binh sĩ, bây giờ đã sáng tác ở trên vòng gác phía đông bắc. Hết. Trình với trung úy đại đội phó tập họp anh em sáng mai để tập hát. Nhớ thông báo nhạc sĩ Tô Việt. Tuân lệnh. Dù súng thủ quanh thay ta, dù đông xương ta một ngày nằm trên đồng trắng xóa, vì quê hương lòng trở thành sắt đá, ta cứ nhìn trời nghênh ngang của tôi. Hey, vì ta là những người không biết quay lui. Những người không biết quay lui. Ta không quay lui, ta không quay lui, ta quyết không quay lui. Go! Rồi! Rồi! Dù súng thủ phanh thay ta, dù súng thủ phanh thay ta, dù đông xương ta một ngày nằm trên đồng trắng xóa, dù đông xương ta một ngày nằm trên đồng trắng xóa, vì quê hương lòng trở thành sắt đá, vì quê hương lòng trở thành sắt đá, ta cứ nhìn trời ngây ngang bước tới, ta cứ nhìn trời ngây ngang bước tới. Vì ta là những người không biết quay lui, vì ta là những người không biết quay lui. Những người không biết quay lui. Những người không biết quay lui. Ta không quay lui, ta không quay lui, ta quyết không quay lui. Không, ta không quay lui, ta không quay lui, ta quyết không quay lui. Không. Xin anh em hát một lần từ đầu đến cuối. Hát. Một, hai, một. Dù trên đầu ta bom rơi, dù trước mắt ta hàng ngàn hồng súng thủ chia tới, dù chân ta vẫn là hồng chân lôi, ta vẫn nhìn trời ngây ngang bước tới. Hey, vì ta là những người không biết quay lui, những người không biết quay lui. Ta không quay lui, ta không quay lui, sẽ không chung kêu gọi. Ta không quay lui, ta không quay lui, nói lên lời trong ta và này kia quên ta đẹp quá. Ta quyết không quay lui, ta quyết không quay lui, ta quyết không quay lui. Dù súng thủ phanh tay ta, dù đông xuân ta một ngày nằm trên đồng trắng xóa, vì quê hương lòng trở thành sắt đá, ta cứ nhìn trời ngây ngang bước tới. Hey, vì ta là những người không biết quay lui, những người không biết quay lui. Ta không quay lui, ta không quay lui, ta quyết không quay lui. Ống và kim chích nấu sẵn đã hết. Đây là ống chích cuối cùng. Nấu thêm. Không còn gì để nấu. Nếu còn ống chích, chích dẫn hơn. Ổn sao quá nhiều. Đại úy bị thương nặng phải chích ngay. Không còn một ống chích nào. Tính mạng của đại úy nguy ngập. Xoay chạy cũng nguy ngập. Đại úy trọng thương, tìm cách chích ngay. Không còn một ống chích nào. Phải tìm cách nấu. Vô phương. Trợ thêm viên nước. Có cách, cách nào? Thank you.
đâu? Tình hình nguy ngập, địch chỉ đợi để tràn ngập. Trung úy đại đội phó xin đại quý cho lệnh mới. Hết, phải cản tử xung phong. Tinh thần phải cao mới được. Ta không quay lui, ta không quay lui, ta có chung kêu gọi. Ta không quay lui, ta không quay lui, còn lấy lại chồng ta. Và này kia quê ta đẹp quá, ta quyết không quay lui, ta quyết không quay lui, ta quyết không quay lui. Ta không quay lui, ta không quay lui, ta có chung kêu gọi. Ta không quay lui, ta không quay lui, còn lấy lại chồng ta. Và này kia quê ta đẹp quá, ta quyết không quay lui, ta quyết không quay lui, ta quyết không quay lui. Ta không quay lui, ta không quay lui, ta có chung kêu gọi. Ta không quay lui. Ta không quay lui, còn lên lời chồng ta. Ta không quay lui, ta không quay lui, ta không quay lui. Tao sẽ nổ cho đít bọn chúng một loạt nữa, cho chết luôn. Anh Việt, có sao không? Có bề nào xin được yên giấc muôn đời trong lòng đất quê hương khói lửa? Anh Việt, anh Việt. Không biết quay đâu.